Dạ vâng, em Hùng xin chào toàn thể tất cả bác nhé. Thì hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho tất cả bác một em khủng long của Mỹ USC RMX 5050 nha bác. Thì đầu tiên thì em sẽ gửi tới cho tất cả bác về hình thức nội thất, ruột gan và hình thức bên ngoài và cũng như là thông số kỹ thuật của máy. Xong thì em sẽ test chất âm cho tất cả bác cùng tham khảo. Vâng, và đầu tiên thì em sẽ quay chi tiết, quay cận luôn cho tất cả bác xem được cái độ đẹp của sản phẩm nha bác nhé. Đây là sản phẩm mà bên em muốn giới thiệu cho bác, một con WC Audio mã model MRX5050 Professional Power Amply nha bác nhé. Đấy, dòng này là dòng hai kênh, dòng đá hai kênh, sử dụng hai volume chức áp tinh chỉnh cho mỗi chức áp tinh chỉnh cho một kênh nha bác nhé. Công tắc nguồn, đèn báo nguồn. Đấy, dòng này là dòng Dumonrad supply, thì là dòng chuyên trị những cái dòng loa sub nha bác nhé, những dòng loa sub. Các bác nào chơi sub hơi, sub đơn, sub kép, bass 50 hoặc là lớn hơn thì các bác chơi con này là quá hợp lý không? Con này cấu hình nó rất là cao nha bác, cấu hình rất là cao. Về thông số kỹ thuật của con này thì nó là 1100W ở 8 ohm ở chế độ ST nha bác nhé. Đấy, và 1600W ở 4 ohm nha. Đấy, với cái công suất này thì các bác thường sấp hơi chúng ta thì nó nằm ở 4 ohm. Đấy, và với công suất 1600W á, thì con này đánh sấp là phải gọi là vô tư luôn bác, đó là chế độ ST. Đấy, còn ở chế độ mono thì con này nó lên đến là 5000W ở chế độ 4 ohm. Đấy, 4 ohm nó lên đến là 5000W nha bác nhé. Thì phải được gọi là nó đánh cái gì nữa chứ không phải là những cái sub đơn giản là mấy trăm watt hay là ngàn watt. Con này cấu hình nó cực kỳ là cao nha bác. Đấy, vâng, và về hình thức con này phải gọi là hàng nó đẹp long lanh nha bác nhé, đẹp long lanh. Đấy, vì hàng này thì nó mới sản xuất thôi, cách đây khoảng hơn 20 năm thôi nha bác nhé. Đấy, nên là nó về hình thức của nó còn cực kỳ là mới. Nó với lại những cái thiết kế và như là những cái chất lượng của hàng Mỹ thì các bác phải gọi là đã gọi là hàng đỉnh rồi. WC cũng là một cái thương hiệu cực kỳ là nổi tiếng của Mỹ rồi. Nên là về cái độ bền, độ hay của WC thì các bác phối với bạn. Và em sẽ mời tất cả bác chúng ta cùng đi vào cái nội thất phía bên trong của máy nha bác nhé. Với nội thất phía bên trong của máy thì nó sẽ sở hữu hai tăng phô nguồn cực kỳ là khủng, với một tăng phô xuyến ở góc phía bên phải đằng trước này và một tăng phô xuyến ở bên trái. Đấy, hai tăng phô nha bác nhé. Keo chây là keo ốc là còn nguyên zin nhất bác, nguyên zin. Và hàng thì bên em bao zin nguyên bản cho tất cả bác. Đấy, các bác thấy những cái sợi dây rút như thế này, và để nói là hàng về thì em không cần vệ sinh luôn bác nhé, chỉ thôi bụi sơ qua mà nó đã sạch đẹp như thế này là các bác thấy độ mới nó như thế nào rồi nha. Da bể là mới tinh hết cho bác. Đó, thì con này sản xuất năm 2003 nha bác nhé. 2003 thì nó nay 2023 thì 20 năm nha bác, 20 năm, và còn chưa gọi là chưa bung ốc vít bên trong này luôn, gọi là nó zin nguyên bản tuyệt đối cho cả bác nha. Đây, hàng quá mới quá đẹp luôn bác, cái nhìn này các bác nhìn những sợi dây bẹ như thế này thì các bác thấy rồi. À, quạt gió những dòng này thì nó êm. Đó là tổng thể nội thất của con máy này, thì nói chung là nó còn nguyên cái tấm này, tấm nhựa này, và nó còn bọc dây rút này, nên là em sẽ không tháo ra nha bác nhé, không tháo ra để các bác xem được cái, nói chung là xem được cái nội thất bên trong nó kỹ càng hơn. Nhưng mà như thế này mới gọi là nó còn nguyên bản zin cho cả bác, để các bác yên tâm. Để còn nhiều con, nói thật là nhiều con về thì cũng phải bắt buộc phải cắt những cái dây rút này để vệ sinh bên trong, để nhiều con nó bụi bặm ở bên trong nó rất là nhiều, nên là phải lau dọn lại cho nó sạch sẽ. Còn nhiều con về nó tránh sạch tinh như thế này thì không cần phải bung, không cần phải dọn nhau đó nha. Đấy,
để các bác về kêu sau báo có con cách rồi, có con thì lại chưa cách đó, nhiều con cách thì em phải dọn lại vệ sinh nó sạch đẹp hơn để gửi đến cho tất cả bác, còn nhiều con nó sạch đẹp rồi thì không cần nha. Rồi ok bác nhé, đó là cái hình thức phía bên trong của máy này. Và giờ thì chúng ta đi ra cái mạch sâu nha. Mạch sâu đây các bác, ở sâu thì nó sẽ bố trí là đường tín hiệu đầu vào là 3 lăng và 6 ly đó, và một cái tổng hợp những cái nút gạt ở các chế độ khác nhau của cái con QC5050 này. Đấy, và nó được ký hiệu rõ ràng nha các bác nhé, ký hiệu rõ ràng ở đây. Đấy, các bác muốn gạt qua chế độ nào thì nó sẽ có hiển thị ở đây hết nha các bác nhé. Đấy. Còn khi em gửi đến cho tất cả bác thì em luôn để chế độ shifter. Đấy, để chế độ shifter hai kênh riêng biệt để các bác về đánh. Đó, còn các bác muốn đưa qua mono brick như thế nào thì các bác nhìn vào cái sơ đồ này nha các bác nha. Nhìn vào cái sơ đồ này. Đấy, cái hiệu từ 1 tới 10 nha. Đó, rồi, quạt gió này có đường tín hiệu đầu ra output thì nó có cổng nêu chức chuyên nghiệp này các bác, nêu chức chuyên nghiệp và cổng bắp chuối mà chim thông dụng nha. Đấy, tem cờ QC nha bác, QC audio nhiều đa nha. Đấy, 5050 1600W trên kênh 4 ohm nha. Đấy, đây là cái dây rắc nguồn nó. Đây, cái đầu dây rắc nguồn này các bác nhìn rất là xịn sò nha. Đấy. Rồi ok các bác nha. Thì giờ em sẽ cắm nguồn vào và cũng như là test nhạc cho tất cả các bác để các bác nghe nha. Hàng này con cực kỳ là đẹp nha, mới tầm 97-98% rất là đẹp luôn bác. Rồi em bật nguồn nha, điện là con này điện 220 nha bác nhé, 220V. Dòng này thì các bác đánh sub, đánh full những cái sub đôi, sub đơn hoặc là full bass 40, 50 vân vân thì các bác chơi rất ok luôn. Các bác cần những cái công suất lớn thì alo cho em về công suất lớn đợt này khá là nhiều nha bác, những đời như những cái đời như là JBL này, WC vân vân, những dòng đời Mỹ thì về rất ok. Hoặc là cover thì em về là cover BT2004 nha bác. Đấy, quá ok cho các bác để các bác chơi sub, chơi full lớn nha.
Ok các bác nhé. Thì các bác nào cần đến dòng đẩy để đánh súc, đánh full lớn, công suất lớn thì alo cho Quốc Hùng nha. Dòng WC Audio RMX 5050, giá bên em vẫn bao tốt cho các bác, giá là 19.500.000. Bên em bao cước toàn quốc cho các bác và tặng kèm cho các bác là một bộ dây ba lăng. Đấy. Rồi em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác tại những video sau nha bác nha. Đấy.